Hello, xin chào anh em. Trong những clip video gần đây ấy, thì mình có để ý là có một vài bạn comment mình là hãy review mô hình Zoro, nhân vật Zoro đi. Thì anh em biết đấy, gần đây mình không mua những cái mô hình nhân vật Zoro mới ấy, bởi vì nó mới ra thì nó đắt và cũng rất là khó tìm. Thành ra bây giờ mình sẽ review lại những cái con mô hình cũ mà mình đã từng mua. Trước kia mình đã mua theo cái kiểu mà không có bóc kèm theo, tức là mua cũ ấy và chưa từng đưa lên kênh, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cùng xem nhé. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đương nhiên sẽ là Zoro, anh em thấy không? Ở đây có 5 con Zoro của dòng VKCF. Những cái con Zoro này ấy, nó thuộc cái vol 1 của Wano Quốc luôn. Và ở những cái thời điểm ban đầu lúc nó mới xuất bản thì giá cho một cái con này phiên bản tem vàng xuất xứ ở Nhật Bản nó sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 400 hơn cho một cái hộp mới nguyên. Còn hiện tại, giá hiện tại, kể cả bây giờ anh em muốn có mua cũ đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải trả một cái giá khoảng 350k cho một con không hộp. Thế thì tại sao mình lại có Kaido ở đây? Lý do chính là bởi vì là trong một cái đơn mình mua con Zoro thứ 5 này thì họ có bán kèm cho một con Kaido VKCF. Và khi mà mình mua cả hai con thì mình cảm thấy là cái phí ship ấy nó bõ hơn. Và thường thì anh em mua đồ cũ, anh em cũng hiểu mà, mua hai con thì mặc cả nó cũng dễ hơn một tí. Và chính xác nhá, con Kaido này giá nó còn rẻ hơn cả một con Zoro này, các anh em tin không? Con Kaido này chưa đến 350k đâu. Chưa đến 350k bởi vì mình mua cũng không có hộp nhá. Tuy nhiên thì anh em nhìn đi, nhìn xem nó đẹp không. Này, sừng này, chi tiết này. Con này là cũng thuộc dòng VKCF nhá, nhưng mà là VKCF Mega, tức là loại to á. Mình sẽ chèn ảnh cái hộp ở đây sau nhá. Còn bây giờ thì anh em cứ xem qua một vòng xem nhìn nó như thế nào. Con này thì được ghép bởi 3 mảnh. Không biết bây giờ tháo ra có tiện không nhỉ? Bây giờ mình tháo luôn cho anh em xem nhá. Đây, nó cũng không khó đâu. Đó, đầu tiên là một cái đầu. Chúng ta có một cái head riêng như thế này. Đây, đầu đây. Đó, nét chưa? Đó, rất sorry anh em, tại hôm nay mình quay bằng camera của cái lens. Nó lấy nét thì đây là khoảng cách lấy nét tối thiểu của nó rồi. Mình dí hơn nữa là không thể lấy nét được anh em. Đó, khoảng này thôi nhá. Tiếp theo là một cái thân. Phần thân thì cũng không có gì nổi bật cả. Mình chỉ cần mong là nó không bị lỗi, không bị sơn lem là hay lắm rồi. Thì đây, ở đằng sau này có một cái gá để anh em có thể đút được cái áo choàng lông đằng sau này vào. Mảnh áo choàng này rất cứng nhá. Đó, thì lắp ghép đơn giản lắm. Đầu tiên anh em cho cái áo choàng vào, ấn. Tiếp theo gắn cái đầu vào, tất cả mọi thứ đã được thiết kế nó chỉnh chu hết rồi, chỉ gắn hết với nhau thôi. Và cuối cùng thì ở cái áo choàng, hơi tiếc một tí là cái đế thì nó lại gắn vào áo choàng, cho nên là cái độ chắc chắn của con phích này thì nó không cao đâu. Đó, nó chỉ cố định bằng đúng một cái trống gắn vào cái áo choàng sau lưng như này mà thôi này. Và phần chân thì lơ lửng trên không nhá, cho nên khi mà để ở trên bàn đó thì nó sẽ đứng như thế này mà thôi. Đây là mẫu Zoro Vol 1 như lúc nãy mình nói rồi. Thì đây là cái tạo hình mà Zoro khi lần đầu tiên xuất hiện ở Wano, lúc mà Luffy tìm sau khi rời đảo bánh đến Wano và tìm ra Zoro ấy. Thì tên của Zoro ở đây chính là Zoro Zoro. Và mình cũng không hiểu vì sao cái tạo hình này cho đến bây giờ thì cá nhân mình nhá, mình thấy vẫn là một cái tạo hình nó đẹp nhất. Thứ nhất là bộ quần áo nó đẹp, nó truyền thống, nó mang tính Nhật Bản. Và dù sao thì trông nó cũng khá là nghệ, mặc dù mình biết là mặc bộ này thì đi chiến đấu nó cũng không hợp đâu, nhưng mà nhìn khá là nghệ. Đó chính là lý do vì sao sang cái phase 2 của Wano mà Zoro phải đổi cái bộ trang phục màu đen để đánh nhau cho nó dễ dàng hơn, nó ngầu hơn. Đó, mình sẽ để vào đây, sẽ bày 5 con ở đây. Rồi, suýt quên, nhắc đến Kaido mà mình không nhắc đến một nhân vật này thì quả là một sự thiếu sót. Đây là Yamato, là một cái mô hình cũng thuộc dạng dòng VKCF. Mình đã mua
không phải là mình muốn mua, mà con Yamato này nằm trong một cái set mà người bán ấy họ bán cùng với một con Zoro, mà cái con Zoro đó mình muốn mua. Thành ra muốn có con Zoro đấy thì mình phải mua kèm cả Yamato này và kèm theo mấy cái con WCF linh tinh nữa mà hiện tại bây giờ mình vẫn chưa bán lẻ lại được. Anh em thấy đấy, sưu tập được Zoro thực sự là một cái gì đó rất là khó khăn. Đôi khi chúng ta phải mua kèm những cái con mà nó rất là khó bán ở ngoài thị trường luôn. Bây giờ soi lại vào con Yamato này nhá. Đây, tầm này thì nét nhất rồi. Yamato này có một gương mặt rất là sáng và kiểu như đang háo hức mong chờ một cái điều gì đấy ấy. Thì cái mẫu này theo mình thấy nó cũng khá là hay cho anh em khi mà chụp kèm với những cái tĩnh vật khác. Ví dụ như mình hay chụp kèm với kiểu như đồ ăn chẳng hạn này, để con này kẹp đứng cạnh một cái đồ ăn trông rất là hay. Hoặc là đứng cạnh ông bố như thế này trông cũng rất là buồn cười đấy. Ông bố đứng đây, thằng con đứng đây. Đấy, kiểu xin xỏ gì đấy ấy, trông buồn cười không? Ở cái thời gian đầu khi mà anh em có thể sưu tập được đủ 5 con như thế này thì cũng khá là gian nan. Còn hiện tại bây giờ như mình đánh giá thì độ hot của WCF nó cũng đang xuống dốc rồi. Có vẻ như người chơi figure hiện tại nó không hào hứng nhiều với WCF nữa. Họ chơi sang những dòng khác. Thành ra rất là nhiều người chơi đã từng chơi rồi và mình cũng quen rất là nhiều người. Họ cũng đã từng sưu tập Zoro giống như mình nhưng thời gian gần đây thì bán, họ bán bớt đi để chơi sang mô hình khác hoặc là chơi sang nhân vật khác hoặc là nghỉ hẳn mô hình. Và giả sử như nếu Kaido mà gặp 5 Zoro thì liệu có thể cân được không? Đấy là câu hỏi mà mình muốn anh em trả lời trong phần comment nhé. Còn clip ngày hôm nay đơn giản sẽ chỉ đến đây mà thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Con Kaido đẹp thật. Kaido đẹp phải. Nhớ like, share, subscribe nhé. Bye bye.